đã có những bàn thắng được ghi, và không chỉ trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng và cả các trận đấu nữa khác nữa, thì trong 3 trận đấu ngày hôm nay đều có những bàn thắng diễn ra trong hiệp đấu thứ hai. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại để có cuộc trao đổi với lại huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Anh Đức Thắng này, xem hai bàn thắng của hai đội trong hiệp đấu thứ hai này thì anh ấn tượng như thế nào với cái diễn biến trên sân trong hiệp hai? Tôi thấy rằng cũng như khán giả đã xem thì thấy là hiệp hai tốc độ trận đấu được đẩy lên, và Hải Phòng đã dùng cái tiếp cận của hiệp hai nhanh hơn, và họ liên tiếp có những cái cơ hội mà có thể đã có suýt có bàn thắng ở đầu hiệp. Và cái lối chơi của họ đã được phát huy khi mà những đường bóng bổng đã tới được cái mục tiêu, cái điểm đến. Và phải nói rằng với cái khả năng phòng ngự của Hoàng Gia Lai thì với cái bàn thắng của Hải Phòng tương đối dễ dàng. Tôi nghĩ là tương bàn thắng tương đối dễ dàng. Trong tình huống này thì các cầu thủ phòng ngự bên phía Hoàng Gia Lai đã để lọt Fagan, và rõ ràng là với một cái chân sút mà có cái bản năng săn bàn rất là ghê gớm như Fagan thì một cơ hội như này thì chắc chắn anh ta sẽ không thể bỏ qua được, đúng không ạ? Bởi vì sao tôi cứ nói là Hải Phòng sẽ có được bàn thắng trước? Bởi vì tôi nhìn cách các hậu vệ Hoàng Gia Lai để mà khả năng để mà đeo bám được với những cái tiền đạo như là Fagan và Esteban thì rất là khó. Đấy, chính vì vậy một trong những cái phút không tập trung hay là một trong những cái phút mà chỉ sơ sảnh trong cái đeo bám kèm người, việc về quan sát bóng, việc về quan sát người, và các hậu vệ Hoàng Gia Lai thì họ thiếu những cái kỹ năng đó. Đấy, chính vì vậy mà cái bàn thắng nó được diễn ra rất là dễ dàng, và sau đó nó còn có một số những cái cơ hội đáng nhẽ là Hải Phòng còn có được bàn thắng. Nhưng tuy nhiên việc đáp trả của Hoàng Gia Lai cũng rất đáng khen, khi mà đặc biệt là khi Romario vào sân, đúng không? Các bạn thấy khi Romario vào sân thì rõ ràng là cái áp lực gây lên cho đôi hàng phòng ngự nó rất là lớn bởi một cầu thủ ngoại. Chúng ta đang thấy bàn thắng rất đẹp mắt, một pha đá phạt rất đẳng cấp của đội trưởng Lương Xuân Trường. Ở trong tình huống này thì cả tôi lẫn anh Thắng khi theo dõi tình huống đá phạt đó thì đều nghĩ rằng là Xuân Trường sẽ là người thực hiện chứ không phải là Công Phượng, đúng không ạ? Ở cái góc sút này thì tôi theo dõi Xuân Trường thì đây là một cái góc sút thuận lợi của Xuân Trường. Thế nhưng mà phải nói rằng là Xuân Trường cũng khá tinh quái khi giấu được ý đồ, và Văn Lâm đã bị đánh lừa bởi vì Văn Lâm đã định bắt bài ở cái quả góc xa. Đúng, không ngờ là Xuân Trường đá thẳng trực tiếp vào cái góc của Văn Lâm. Vâng, một bàn thắng rất là đẳng cấp, và rõ ràng là hai bàn thắng này cũng đã phần nào thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta khi xem trận đấu ngày hôm nay với những bàn thắng đẹp mắt, những tình huống phối hợp đẹp mắt của cả hai đội. Và đây là kết quả của các trận đấu diễn ra cùng giờ trong ngày hôm nay. Câu lạc bộ Hà Nội đã có một hiệp đấu thứ hai thi đấu bùng nổ, và họ đã có được 3 bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai để giành chiến thắng trước sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Trong khi đó thì SHB Đà Nẵng cũng có một cuộc lội ngược dòng trước đội đương kim vô địch Quảng Nam với 2 bàn thắng ghi được trong hiệp đấu thứ hai. Còn trận đấu như chúng ta vừa theo dõi có kết quả hòa là 1-1. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 3 trận đấu trong ngày hôm nay đã có lẽ đã thỏa mãn được những cái nhu cầu của chúng ta một ngày cuối tuần với những trận đấu bóng đá hay và hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi. Và quý vị khán giả cũng đừng quên rằng nếu muốn cập nhật những tin tức thể thao và xem lại những bàn thắng đẹp mắt của vòng đấu ngày hôm nay, quý vị có thể sử dụng ứng dụng thông minh trên điện thoại của chúng tôi, đó là app VTV Sport, để có thể cập nhật được những thông tin thể thao trong nước và quốc tế cùng với lại những highlight của các trận đấu đáng chú ý. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi phần bình luận ngày hôm nay của chúng tôi, và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn anh đã đến với chúng tôi ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh ở những chương trình tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả và